cái video rồi. Hôm nay thằng siêu dưỡng cây này mình giới thiệu với quý vị anh chị và các bạn, nó có rong biển, tảo biển, nó đầu từ từ giãn lằn rồi cây nó khỏe, chúng ta thấy nó khỏe khỏe, bộ rễ nó phát triển ra thì chúng ta bắt đầu nhàn rỗi một chút xíu. Ok. Chào quý bà con đã quay trở lại chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông Việt Nam của chúng ta. Rất là vui được gặp lại quý bà con ở trong video lần này. Hôm nay thể theo yêu cầu của quý vị và anh chị và các bạn, rất là nhiều quý bà con hỏi mình là cái mít trong vòng là 3 tháng tuổi thì mình phải bón phân như thế nào, cũng như là trước cái giai đoạn này mình bón phân như thế nào. Hôm nay thì gặp đúng cái mít 3 tháng tuổi, mình chia sẻ với quý vị và anh chị và các bạn, quý bà con một cái công thức bón phân cho cái mít. Bà con có thể nhìn thấy là cái mít đi bón phân khá là đẹp, bón phân xong rồi cây nó khá là đẹp luôn bà con ha. Nguyên vườn này hoàn toàn là sử dụng theo cái dạng phân bón mà hữu cơ của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, và cũng được anh một vài anh chị em chúng ta chia sẻ. Thì cái công thức nó như thế này, cái công thức như thế này, một canh siêu dưỡng cây như vậy chúng ta cộng với hai gói Tricohumic, chúng ta cộng với hai gói Humic Hoa Kỳ, hai gói Humic Hoa Kỳ cộng với hai gói Tricohumic cộng với một canh siêu dưỡng cây, chúng ta đi cho bao nhiêu, chúng ta đi cho 2.000 đến 2.500 lít nước. Chúng ta tưới quanh cái tán lá dưới gốc như là con, chúng ta tưới ở dưới nha, canh theo cái tán lá, rễ tới đâu thì tán tới đâu thì rễ tới đó. Thì 2.000 lít nước này chúng ta, bà con thì nếu bà con có hệ thống tưới qua đèo chúng ta tự tưới, còn tự pha vô cái bồn chúng ta tưới, còn không á thì có một số nhà vườn á chúng ta làm mà chưa có hệ thống tưới qua đèo á thì chúng ta chưa có hệ thống mà tưới phân tự động, để nói dễ cho bà con dễ hiểu, thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta tưới tay như mình. Đây là cái tưới tay mà mình mô tả và cho bà con coi nha. Bà con có thể sử dụng theo cái cách của mình, có nghĩa là nhiều người á thì đối với 2.000 lít nước á, nhiều người chia ra hai gói này cộng một canh này thì cho là 2.000 lít nước, thì bà con sẽ tự chia một cái combo ra như vậy á, một cái bộ ba như vậy á thành 10 lần, thì bỏ vô cái thùng phi 200 lít nước thì nó còn chia 10 lần. Rồi bà con lấy cái máy rửa xe bà con tưới, hoặc là con mà bà con múc tưới theo cái cảm nhận của bà con, cũng như là đo độ, yên tâm cái phần mà dư á thì cũng không sao, mà thiếu một chút cũng chẳng sao ha bà con. Đây cái gèo, cái múc nước hiền thoại đây, đây mình sẽ múc nước vào đây ha bà con ha. Để xô xa. Hiền thoại ha bà con, mũ bảo hiểm đàng hoàng ha, múc nước tưới này. Ông chủ vườn hồi xưa chắc ông tưới nước ông cũng tưới bằng này quá, ông múc rồi ông tưới quá. Các hồi xưa tưới nước là tưới dạng này nè, tưới vô dài nè, đúng không? Đó, trước khi rễ phân tí nữa mình sẽ làm cái cỏ cho đó nó sạch nha bà con. Bà con nhớ là cái mùa mưa á, là bà con nhớ giùm em á, là làm cái cỏ cho nó sạch ra nha quý vị và bà con. Này, ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Trước khi tưới á thì bây giờ mình chịu khó làm cái cỏ đó là nó sạch ra nha bà con. Để cỏ tùm dữ quá, để cỏ nó cũng là tốt, nó làm đất tươi xốp, nhưng mà ở quanh tán lá quanh như vậy á thì vào mùa mưa á, chúng ta nhớ cào ra nha bà con. Bà con chú ý này, khi mít á mà mình trồng lên mô á nó sẽ nhanh tốt hơn mà chúng ta trồng ở dưới đất. Đây là cái kinh nghiệm thực tế mà mình cũng chia sẻ rất là nhiều nhà vườn, mình cũng chia sẻ cho quý vị và bà con. Cỏ nó không ăn phân đâu, nó ăn cái gì á nó cũng ăn chứ, nó ăn cái gì nó trả lại đất cái nấy, nó chết nó tạo thành cái nguồn phân hữu cơ, nó tạo thành nguồn phân hữu cơ rất là tuyệt vời cho đất, rất là tuyệt vời cho cây. Ở này cũng có cây môn nữa nè, nó làm cho đất tươi xốp, rễ cỏ nó len lỏi với đất á làm cho đất tươi xốp, cũng như là nó là cái nơi mà nó dẫn đường phân nha, nó tạo thành cái kẽ hở á, dẫn đường phân. Wow, mệt thả mỏ bà con ơi, mệt chứ không mệt, làm nông mà nó sướng đâu. Wow. Thì đối với cái xô này chắc mình tưới, mình thôi mình pha đây, tí nữa còn dư thì mình tưới kìa. Mệt quá. Đây cái xô rồi, bây giờ thằng Humic Hoa Kỳ
Hun mít Hoa Kỳ là một trong những cái sản phẩm cũng khá là nổi tiếng mà ở trên kênh YouTube rất là nhiều bà con chia sẻ, cũng như là nói trời ơi xài nó vô nó phê quá, nó đã quá con ơi. Tại vì thằng Hun mít Hoa Kỳ nó có một vi lượng, nó vừa có Hun mít kéo cái bộ rễ, kéo cái đọt cây luôn, nó hỗ trợ kéo đọt cây luôn, đi dinh dưỡng, kéo cái bộ rễ. Đặc biệt á, lối bà con mà trồng mà những cái dạng như mà cây có củ á là nó làm cho to củ, to ghê lắm. Rồi, một cái xô dài chúng ta độ cái tay nắm tay ha bà con ha. Cái màu nó màu xám không? Màu xám này. Màu đó là màu huyền thoại luôn á. Rồi, thằng Trico Humid. Cái màu nó là màu đen ha bà con ha. Bà con đưa ra ánh sáng cho bà con nhìn thấy này. Ha, là nó là Humid thuần túy truyền thống, nhưng mà ở đây nó có cái hay nữa là nó cho thêm Trico Dema. Sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, bà con nhìn chú ý giùm em là cái bao bì nha. Đừng có nhầm lẫn với một số cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường nha bà con. Có nhiều cái đơn vị khác á, họ yêu mến cái sản phẩm này, rồi họ đặt cái tên Trico Humid rồi họ nhái gần giống, nhưng mà chỉ có khác ở chỗ đây. Nhưng bà con cứ mua sản phẩm lên tổng đài, bà con gọi lên tổng đài là ok nhất 100% nha. Nó vừa có Trico Dema vừa có Humid, nhiệm vụ là tái tạo bộ rễ, tăng cái hệ vi sinh, và Trico Dema là phân giải những cái cỏ, những cái rơm rạ, những cái thực vật, những cái xác động vật ở trong đất. Ví dụ như những cái con mà sâu rầy hay là ong bướm gì nó chết nó nằm dưới đây ha, nó cũng phân giải thành nguồn phân hữu cơ. Đó là một nguồn phân hữu cơ tự nhiên, chúng ta không sử dụng hóa học. Và nói không với sử dụng hóa học thì chúng ta cũng phải nói đến thằng siêu dưỡng cây ha. Cái cành này là nó cũng tày da tróc nhãn, cũng lên bờ xuống ruộng, nó được sử dụng rất là nhiều lần và nó ở trên hàng ngàn cái video rồi. Hôm nay thằng siêu dưỡng cây này mình giới thiệu với quý vị anh chị và các bạn, nó có rong biển, tảo biển, nó có bo, nó có vi lượng luôn ha. Một cái canh này đa năng thì chúng ta, đặc biệt là rong biển và tảo biển, nó cái mùi nó cực kỳ thơm. Ồ thơm, thơm lắm bà con. Một cái xô dài chúng ta là ước lượng chúng ta bỏ vô khoảng một nắp thôi. Một nắp. Ví dụ như mà mình thấy nó nước nhiều nhiều mình cho thêm nắp nữa. Chẳng sao, nó dư thì cây nó ăn thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ mình tưới ha bà con ha. Bây giờ không có cái gì tưới thì thôi giờ ôm cái này tưới. Chúng ta tưới. Tập trung chủ yếu là bên ngoài. Rồi, nãy giờ chỉ có như cái cây này theo phán đoán của mình mới có 1 lít nước à. Không nhiều, như phán đoán của mình là cây này mới nãy mình tưới thì chỉ có 1 lít nước thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tưới xong ha bà con. Thì chúng ta sẽ làm định kỳ như vậy là khoảng từ 7 đến 10 ngày. Khi mà cây nó khỏe chúng ta có thể giãn ra 10 ngày đến 15 ngày. Khi chúng ta bắt đầu từ từ giãn lần rồi cây nó khỏe, chúng ta thấy nó khỏe khỏe, bộ rễ nó phát triển ra thì chúng ta bắt đầu nhàn rỗi một chút xíu. Đó. Thì bây giờ mình cũng nói lại với bà con nghe. Bà con có thể nhìn thấy cái vườn mà vườn bên cạnh này. Này. Đó, thấy vườn bên cạnh bà con là hoàn toàn là sử dụng cái dạng phân bón hữu cơ. Hết dạng nước này, sử dụng này, thằng Trico Humid này, thằng Humid Hoa Kỳ này, hai thằng này á bà con có thể rải cũng được, rồi bà con tưới nước cũng được. Hai thằng này bà con có thể rải, bà con tưới nước cũng được. Còn mà nếu nhanh hấp thụ á, mình khuyến khích bà con là pha vào nước. Tại pha vào nước á nó sẽ nhanh hấp thụ hơn, nó nhanh hấp thụ hơn và nó tan nhanh á. Còn thằng siêu dưỡng cây là một trong những cái sản phẩm mà hữu cơ. Nói một cách mà nôm na nhất là đây là sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Nó thay thế tất cả các loại phân bón khác, không cần phải sử dụng phân bón gì, phân hộp, phân rải vậy nha bà con nha. Phân hộp bà con rải nó lâu hấp thụ lắm. Cái này pha vô nước tưới là nhanh. Ok bà con nha. Và vấn đề á, cỏ nữa nha bà con nha. Thì chủ vườn chiều hôm nay sẽ cho cắt cỏ hết và sẽ đi thêm một cái liệu trình tưới lại, từ tưới lại có nghĩa là 15 ngày rồi ông chưa tưới, ông mới nói 15 ngày nào chưa tưới, nhưng mà cây này cũng khá là tốt rồi bà con ha. Rồi bye bye bà con, và chúc bà con sức khỏe và nhớ like subscribe ủng hộ kênh. Bye bye.